Vâng, xin chào các bạn. Trước mặt chúng ta là một cây mai chấu thủy, một cây mai chấu thủy tầm trung. Tay tán họ làm cực kỳ là râm luôn. Mình đang quay tổng thể ở phía trên để các bạn hình dung được cái tầng tay tán họ làm kỹ đến mức độ nào. Vâng, một cây mai chấu thủy mình muốn tả cho các bạn thấy rằng là cái bộ đế nó rất là khủng. Cái bề ngang của cái thân đế này phải đến 60 cm ạ. Vâng, 60 cm. Tầng tay tán họ làm rất là to, một nắm tay của mình. Chúng ta ngước lên nhìn một chút ạ. Vâng, họ làm vô cùng kỹ. Tất cả các tầng tay tán họ vẫn đang sử dụng dây nhôm để giữ định vị cho cây. Vâng, vấn đề tổng thể của cây. Tiếp theo chúng ta đến với cả một cây khế. Cây khế này mình có thể gọi là một cây khế đại. Cây khế này là một cây khế khai thác gốc rất to, cực kỳ khủng. Vâng, hơi ngược sáng, các bạn cố gắng xem giúp mình. Mình đang đứng ở mặt sau của cây để các bạn có cái nhìn tổng thể về tác phẩm này. Gốc rất to. Vâng, cũng là một cây khá già. Khá già. Mình muốn các bạn xem qua cái phần đế một chút. Vâng, chúng ta tiếp tục đến với cả một số tác phẩm mai chấu thủy. Mai chiếu thủy tầm trung, những tác phẩm mà chỉ giá 3-4 triệu, và chủ vườn thông báo là như vậy. 6 triệu đấy, không phải 3-4 triệu. 6 triệu hả? Thế cắt ra nhiều. Tầm 5-6 triệu. Tầm 5-6 triệu hả? Vâng, tiếp theo chúng ta đến với cả một cây si, một cây cây si khá già. Cái đặc điểm cây si của miền Bắc ấy thì nó già những cái đọt đỏ này. Còn cây si ở miền Nam thân trắng thì nó không già những đọt đỏ. Nó có một cái đặc điểm của cây si miền Nam là cái lá nó rất là dày. Lá nó rất là dày. Còn cây si miền Bắc này thì mỗi lần ra mầm mới thì nó lại già những cái đọt đỏ này rất đẹp. Mình muốn đưa các bạn xem qua cái phần gốc ạ. Cây này khá già. Cây này khá già. Vâng, và đây là tổng thể của cây. Vâng, trước mặt chúng ta là một cây hoa giấy. Vâng, cây hoa giấy tím Huế. Chiều cao của cây khá là cao, khoảng trên 2 mét. Vâng, các bạn có thể hình dung là khá uốn lượn. Thân khá uốn lượn. Chúng ta tiến vào phần gốc một chút. Vâng, chủ cây có tên là Mạnh Bonsai. Các bạn có thể xem qua số điện thoại. Vâng, tiếp theo chúng ta là một cặp con
con này mình có thể gọi là con gà, vâng. Qua bông trang hình con gà. Vâng, hình con gà khá lớn, chiều cao cỡ 60 cm, chiều ngang phải đến 1 mét ạ, vâng, 1 mét hơn 1 mét.